thì bé Gia hôm nay á tả xung ngũ đột của chị. Thánh thần thiên địa ơi, rồi mắc cái gì bây giờ ra ngoài tòa tức tưởi quá hàng sao? Sao hồi bữa ra ngoài tòa không nói luôn, rồi đợi tới về nhà mới nói hả? Trong khi đó đứng trước mặt tòa án đó thì nói đại ra là bây giờ á thắng cũng được mà thua cũng không sao. Mày nói đại đi, mày mắc cái gì mày đợi tới về nhà rồi mày mới ngồi mày nói chi vậy trời? Đúng không chứ chị? Bây giờ nó nói rằng là đối với nó thắng thua không quan trọng. Sao không quan trọng được? Nó nói cái câu đó là cái kiểu mà giống như là liều của đổ mà hốt hả? Cái kiểu mà tài sản của người ta rồi bây giờ giành giật không được, muốn cướp không được rồi thì thôi hả? Đâu có dễ dàng dễ cứng hả? Tiền của người ta, tài sản của người ta, mẹ con mày nhảy vô giành giật cho đã rồi bây giờ nói cướp không được thì thôi, không có gì hết. Đối với mày là không có gì hết, nhưng mà đối với người khác, người ta bị chửi trong suốt một năm mấy nay đó, thì mày có trả lại danh dự được cho người ta không hả? Bây giờ người ta là con nuôi hợp pháp rồi, thì những cái gì mà mẹ con mày chửi người ta, mẹ con mày giác đơn kiện người ta đó, thì mày với mẹ mày có bù đắp lại cho người ta được hay không? Trong khi bản thân của mày vẫn thừa biết Hồng Loan là con hợp pháp của chú Năm luôn hả? Vẫn thừa biết chú Năm đã nuôi dưỡng Hồng Loan từ 3 ngày tuổi cho tới bây giờ, mà mẹ con mày vì cái lòng tham nhảy vô giành giật cho đã rồi bây giờ nói rằng là thắng cũng được mà thua cũng không sao. Đối với mày thì thắng thua không quan trọng, bởi vì mày là cái con ăn cướp mà. Còn Hồng Loan là khác, Hồng Loan là con của chú Năm, hiểu chưa? Mà đã là con chú Năm thì phải hưởng tài sản. Mày mắc cái gì mày nói cái câu là đừng có nói cái câu con ruột, thà là con nuôi hợp pháp thì mày chịu. Bây giờ tao thích nói con ruột đó rồi mày làm gì tao hả? Tao thích nói Hồng Loan là con ruột đó. Rồi cộng đồng mạng trong và ngoài nước này, cả thế giới luôn, thích nói là con ruột đó rồi mày làm gì người ta hả? Mày làm cái gì được người ta, mày nói cho mọi người nghe coi. Bây giờ Hồng Loan lần đầu tiên nói rằng Hồng Loan chưa từng nghe chú Năm nói rằng là Hồng Loan là con nuôi của chú Năm. Có một câu nói đó thôi mà tới bây giờ mẹ con mày sồn sồn lên. Tại vì mày nghe cái đám bá dơ hai mang đúng không? Cho nên là bây giờ mày sồn sồn lên. Rồi bây giờ Hồng Loan có nói câu đó đi, đúng không? Thì khi mà Hồng Loan xét nghiệm ADN xong, bây giờ Hồng Loan biết Hồng Loan là con nuôi rồi đó ha. Vậy đi, rồi Hồng Loan chấp nhận Hồng Loan là con nuôi rồi. Rồi Hồng Loan nộp cái tờ giấy chứng nhận con nuôi hợp pháp vô rồi đó. Cái này là tao nói cho Hồng Loan có nói nha. Tao nói là Hồng Loan xét nghiệm rồi, bây giờ Hồng Loan biết Hồng Loan là con nuôi luôn rồi ha. Nói thẳng ra vậy đi, rồi chưa? Vừa ý mày chưa? Tại vì mày muốn là Hồng Loan là con nuôi, bây giờ tao nói là Hồng Loan đi xét nghiệm rồi, Hồng Loan con nuôi luôn rồi đó. Rồi bây giờ Hồng Loan đi nộp giấy chứng nhận con nuôi hợp pháp vô đó. Rồi mày còn chưa chịu nữa, mày đòi cái gì nữa hả? Trong khi người ta đã chấp nhận theo ý của mẹ con mày là người ta là con nuôi, mà người ta là con nuôi hợp pháp, vậy thôi mà mày còn dựng dựng lên làm cái giống gì hả? Đối với mày á, tài sản mày cướp được hay không á thì nó không quan trọng là đúng rồi, bởi vì tài sản nó không phải của mày. Nếu mà tài sản của mẹ mày làm ra coi thử mày có dựng cờ không hả? Mày nói câu nghe mắc cười, dù gì tài sản nó cũng của cụ Năm mày làm ra. Đúng rồi, của cậu Năm mày làm ra, nhưng mà không phải để làm ra cho mày với mẹ mày ăn, mà làm ra cho con của chú Năm hưởng, cho cháu của chú Năm xài. Cái câu đó mày cũng biết mà. Ví dụ như bây giờ tài sản của mẹ mày, bây giờ mẹ mày có qua đời đột ngột, không lẽ tài sản đó để lại cho Bùm Bùm hả, để lại cho Thành Mỹ hả? Mày chịu không? Bây giờ tao nói là con, đứa nào cũng là con, mày đừng có phân biệt con nuôi với con ruột, hiểu chưa? Cũng chính cái câu mày nói á, con nuôi hợp pháp thì hưởng tài sản, cái đó mày chấp nhận. Tại vì bản thân của mày đã thừa biết người ta con nuôi hợp pháp rồi. Nếu mà Hồng Loan không phải là con nuôi hợp pháp thì mày có nói được câu đó hay không hả? Rồi bây giờ mày chấp nhận là con nuôi hợp pháp thì được hưởng tài sản đúng không? Vậy thì tại sao bản thân của mày còn nói người ta là coi như là muốn giành, muốn giật tài sản của cậu mày làm sao hả? Con hưởng là đúng rồi, mày cũng biết cái câu đó mà, bây giờ mày sồn sồn lên làm cái gì hả? Trong khi bản thân của mày bây giờ biết thua rồi, lên dẫn dắt khán giả nói rằng là bây giờ kiểu mà giống như là mày muốn là mọi người phải đòi lại công bằng cho mày, phải đòi lại là cái tiếng nói là tại sao Hồng Loan lại nói rằng là Hồng Loan đã xét nghiệm ADN. Bây giờ tao cũng nói thẳng luôn á, Hồng Loan thích xét nghiệm ADN, mày làm được gì người ta? Người ta muốn xét nghiệm để biết được người ta là con ruột hay con nuôi, giống như mày nè, mày muốn biết mày là con ruột của ông già đổ vỏ đó thì mày hãy đi xét nghiệm ADN với ổng coi,
hoặc là mày xét nghiệm với sạc dơ coi coi mày là con của ông nào, hiểu chưa? Chứ bây giờ mày chưa xét nghiệm ADN, mày biết mày con của ông nào không? Mày dám khẳng định mày con của ông nào không? Bản thân của mày họ gì? Bản thân của cái ông Đỗ Võ họ gì? Ông họ Nguyễn, mày họ Lê ha? Còn sạc dơ họ gì? Cũng họ Nguyễn. Vậy cuối cùng mày con của ông nào? Mày khẳng định mày con nào, mày nói coi. Đó, cho nên là mày muốn biết mày con của ông nào, mày phải đi xét nghiệm ADN đúng không? Rồi khi mày xét nghiệm ADN xong, mày có dám cầm cái bản ADN đó rồi mày trưng bày cho mọi người coi không? Là mày con của ông nào không? Ví dụ như bây giờ mày không phải con của ông Đỗ Võ rồi, chắc cú được không? Mày con của ông sạc pin đi, rồi mày có dám đưa ra không? Thì giống như Hồng Loan bây giờ, Hồng Loan muốn biết có phải là con ruột của chú Nam hay không thì bắt buộc phải đi xét nghiệm ADN. Rồi người ta đi xét nghiệm ADN, người ta nói là người ta đi xét nghiệm rồi, mày cũng không chịu. Mày nói mắc cái gì phải đi xét nghiệm, mà xét nghiệm phải đưa ra, phải cho tao biết là con ruột hay con nuôi. Ủa mắc cái gì phải đưa ra? Mày hiểu cái điều đó không? Hả bé dè? Rồi cái đám bá dơ hay mang đó, tụi mày bưng bỏ cho cố vô hả? Tụi mày về tụi mày đi kêu cha kêu mẹ tụi mày á, xét nghiệm ADN với tụi mày đi hả? Từ cái thằng mặt ngu Bình Dương cho tới cái thằng lùng ở dưới Hậu Giang, rồi tới cái con heo tai xanh hả? Ở bên quận 4, quận 5 gì đó, cái lũ tụi mày á đi xét nghiệm với cha mẹ tụi mày hết đi, để coi coi mày có phải là con ruột của ổng bả không. Rồi xách cái tờ xét nghiệm đó đem đi trưng cầu lên trên mạng cộng đồng, hiểu không? Chứ đừng có lên đây to mòm cộng họng làm cái gì người ta cười cúi mòm cho, hiểu chưa? Rồi nó nghĩ sao nó nói cái câu gì nè quý chị, nó nói nếu như mà bên nó thắng đó thì mọi người không được cái gì hết, chỉ vui cùng gia đình nó thôi. Còn mà bên phía Hồng Loan thắng đó thì chắc chắn những cái đứa YouTuber sẽ có được cái này cái kia. À, bởi vì có cái này có chia mới là đi ủng hộ Hồng Loan. Tao nói cho mày nghe nè, nếu mà mày nói cái câu đó đó thì mắc cái gì thằng lùng nè ha, rồi cái con đầu tôm nè, rồi cái thằng già hotel nè, rồi tao nói nguyên cái lũ hai mang mới quay xe đó, mắc cái gì nó quay xe bên mày chi vậy? Tại vì bên đây có lợi, sao nó không ở đây mà nó quay bên mày chi, đúng không? Nếu mà có lợi có tiền đó thì tụi nó ở bên đây, tụi nó bu tụi nó bám rồi, hiểu chưa? Mắc cái gì tụi nó phải quay bên mày? Chỉ có bên mày có tiền, có thưởng này kia thì có, cho nên nó mới quay qua. Chứ còn bên đây làm gì có lợi ích gì trong đây. Tao nói thiệt cho mày biết á, tao nói ròng rã trong suốt một năm mấy, gần hai năm nay luôn ha? Muốn nhe hàm răng ra luôn, có được đồng bạc nào? Mày thấy á, có bao giờ tao lú cái mặt lên đâu, đúng không? Tại vì tao đâu có đồng bạc ra đâu, tao lú mặt lên làm gì? Nhưng mà tao vì cái chữ chính nghĩa, tao vì cái lẽ phải, tao lên tiếng tao nói. Mày đừng có mở cái mồm mày ra mày nói rằng là bên đây nói là phải có tiền, phải có thưởng là mới đứng lên nói. Có, mày phải hiểu một điều á, người ta thấy được cái phải cái trái người ta lên tiếng, chứ không phải mà vì tiền thưởng, vì được thuê mướn rồi mới đứng lên nói. Không, ở đây á, những anh em YouTuber ủng hộ luôn từ đầu cho đến bây giờ á, người ta không có nghĩ gì có đồng bạc này đồng bạc kia người ta mới theo ủng hộ. Không có, tại vì có cái đám á, mày biết sao, có cái đám hai mang quay xe đó, lúc đầu nó tưởng là bên phía Hồng Loan á sẽ cho nó đồng bạc này đồng bạc kia để nó gặm, mà cuối cùng người ta không cho đó, cho nên nó quay xe đó nó qua bên mày. Chắc là bên mày có lương có thưởng cho nên nó quay qua. Mày chắc là bên mày không có không? Mày ở đó mà mày đổ lỗi cho người ta, trời ơi mày tốt quá hay gì. Rồi tự nhiên ai đụng tới nó đâu mà nó dễ đông đỏng lên, nó làm giống như là nước nóng đổ trong đó vậy đó. Nó bắt đầu nó nói đừng có nói rằng là con ruột con nuôi không quan trọng nghe. Đối với gia đình của Gia là rất quan trọng. Bởi vì cậu của Gia không hề có vợ thì làm sao có giọt máu nào mà gọi là con. À, bây giờ cậu mày không có vợ, vậy thì không có quyền đi ra ngoài kiếm à? Hả? Vậy thì tao hỏi mày nè, mẹ mày cũng đâu có chồng đâu, đúng chưa? Mà sao mẹ mày lại lọt ra mày vậy? Hả? Sao kỳ vậy? Tự nhiên bây giờ đàn ông người ta năm thê bảy thiếp, cái thời buổi của chú Năm hồi xưa đó, có thể đi ra ngoài ở với người này ha, quen với người kia, ngủ với bà nọ vẫn được. Nhưng mà đàn bà hồi xưa đó thì phải chính chuyên chút xíu, mà ngặt nổi. Đàn ông á thì mày không cho đi ra ngoài, còn mẹ mày á thì mày không nói làm sao. Mày đừng có nghĩ rằng mẹ mày là mẹ ruột, cái mày muốn binh gì bị binh nghe. Rồi cậu mày không phải cậu ruột hay gì hả? Bộ chú Năm không phải cậu ruột của mày hay gì mà mày không binh ổng bây giờ hả? Rồi bây giờ tao hỏi mày một câu nè ha. Bây giờ á, cái ông già Đỗ Võ hiện tại đó ha, mà mày gọi bằng ba đó, ông đó đó, hồi trước ổng có vợ không? Ổng cũng có vợ đó. Rồi sao tự nhiên ổng ra ngoài ổng gặp mẹ mày,
rồi lòi ra mày. Sao kỳ vậy? Đã ổng có vợ rồi, mắc cái gì ổng đi ra ngoài rồi làm gì tò te tú tí, sao mà lòi ra mày vậy? Vậy là đàn ông vậy có phải không? Cũng là đàn ông. Rồi bây giờ chú Năm chưa có vợ, rồi chú Năm không lẽ không có quyền đi ra ngoài gặp người này quen người kia hả? Rồi cái chuyện có con ngoại ý muốn hoặc là trong ý muốn rồi không được hả? Cái thời đó đó, lúc mà chú Năm yêu nghề quá đó, cho nên đó, bên phía của cái người thương chú Năm, người ta không cho chú Năm tiếp tục, rồi chú Năm không chịu, cho nên người ta không chịu gả đó. Rồi sau cùng cuộc tình ngang trái đó, tao kể vậy đó được không? Tao thích nói vậy đó. Bây giờ đàn ông ra ngoài có thể năm thêm bảy tiếp, nhưng mà phụ nữ cái thời đó ra ngoài mà quen được một hai ông là bị người ta nói rồi, người ta quánh giá vô mặt rồi. Mà sao lúc đó mẹ mày á, đến bây giờ còn chưa xác định được ông nào là cha ruột của mày nữa. Mày có xác định được chưa vậy? Hả? Mày có đi xét nghiệm với ai chưa? Trời trời, trong khi người ta đàn ông mà nó không cho người ta ra ngoài quen người này người kia, rồi mẹ nó thì nó không nói. Sao kỳ vậy? Mày mở cái mồm ra mày nói được cái câu là cậu tôi không có cưới vợ, cậu tôi không có đẻ được con, rồi mẹ mày không có chồng cũng đẻ được mày đó, cũng phà phà, đúng không? Mày nói chuyện nghe đúng là mày toàn là dành cái đó phải cho mày không à. Mà mày không nhìn lại coi, mày nói tùng bậy, mày đang giả vô mặt mẹ mày kìa. Mày hiểu chưa? Thả cái con ve. Mày khẳng định được à? Cái thời buổi chú Năm á, đi ra ngoài hát hò đó, mày còn ở dưới cái ngón chân út á, mày biết cái giống gì mà mày nói rằng mày khẳng định, mày nói mày khẳng định rằng là chú Năm ra ngoài, chú Năm không có quen, không có cưới ai chứ á, cho nên chú Năm không bao giờ có đứa con nào rơi rớt hết. Lúc đó mày ở đâu hả? Lúc đó mày còn nằm dưới cái ngón chân út của bà Sáu á. Mày biết cái gì trong cái câu chuyện của chú Năm mà mày nói rằng là mày khẳng định? Trời ơi, tao hỏi mày đơn giản câu thôi, mày khẳng định được mày là con của ông nào chưa? Mày khẳng định được chưa? Chính bản thân mày còn chưa khẳng định được mày là con của ông nào nữa, mà mày nói chú Năm á không phải là cha ruột của ông Long, thì bây giờ tao nói không phải cha ruột cũng được nữa. Không phải cha ruột á thì càng thích. Cộng đồng mạng này cũng đâu có ai mong muốn Hồng Long là con ruột đâu. Con nuôi đi, con nuôi Thắng nó mới vui, đúng không chứ anh chị? Con nuôi Thắng mới vui chứ con ruột Thắng bình thường quá. Mà con ruột mà Thắng á thì mẹ con mày đỡ nhục, còn con nuôi Thắng mà mẹ con mày á mới nhục nhiều. Cho nên bây giờ cả cộng đồng mạng ai cũng mong muốn Hồng Long là con nuôi chứ á, để chiến thắng cho nó vinh quang chút, thấy không? Nghĩ sao mà nó nói sao với quý chị? Nó nói bây giờ nó chỉ mong muốn là chứng minh cho mọi người biết là Hồng Loan đang lừa gạt mọi người. Lừa gạt cái gì hả? Tao nói đơn giản câu thôi. Cái thời điểm đầu tiên á, ví dụ như bây giờ Hồng Loan nó không biết đi, tại vì chưa có thấy cái tấm giấy chứng nhận con nuôi hợp pháp mà, cho nên là đâu có biết. Nhiều khi con làm cái gì đó sai trái, cha mẹ giận quá, cha mẹ nói nó phải con tôi, nó là con nuôi, con gơi, con gớt á, con lụm á, thì cái câu nói trong lúc cha mẹ giận hờn, cha mẹ nói á, đâu thể nào mà mày cho rằng là câu nói là câu nói thiệt. Cho nên là mày nói tại sao cái lúc đó chú Năm cũng có nói một lần, nói mấy lần, có một lần à, mà nói trong lúc mà đang nói chuyện với lại công an, đúng không? Thì làm sao Hồng Loan biết được cái câu đó là thiệt hay giả? Rồi trong cái lúc mà Hồng Loan buồn, cái lúc mà Hồng Loan 14, 15 tuổi đó, chú Năm đã nói một câu là ADN của con trùng khớp với ADN của ba, thì cái câu đó mày có cho là thật hay là giả không hả? Rồi bây giờ mày khẳng định rằng là Hồng Loan lừa gạt khán giả. Ủa cái lúc đó chưa có thấy tờ giấy chứng nhận con nuôi thì làm sao biết được nuôi hay ruột? Thì bởi vậy á, chính vì cái câu nói mà tụi mày á đàn ép người ta đó, cho nên là người ta mới đi xét nghiệm ADN thử đó. Cái gì cũng có tình có lý của nó mày ơi. Chính vì mẹ con mày với lại ông Bảy á đàn áp quá, cho nên Hồng Loan mới đi xét nghiệm thử coi là có đúng là con ruột hay không. Chứ nếu mà không á là không có cái chuyện đi xét nghiệm. Rồi bây giờ xét nghiệm rồi, biết rồi, ví dụ như bây giờ Hồng Loan biết là Hồng Loan phải là con ruột đi, thì người ta im lặng rồi, người ta chịu thiệp mày rồi, người ta chấp nhận người ta là con nuôi rồi, cho nên người ta mới nộp tờ giấy chứng nhận con nuôi hợp pháp vô, người ta hưởng tài sản hợp pháp. Vậy mày còn không chịu nữa, bây giờ mày muốn cái gì? Mày muốn bây giờ Hồng Loan lên xin lỗi mẹ con mày, xin lỗi cả cộng đồng mạng, đúng không? Rồi bây giờ Hồng Loan có lên xin lỗi mẹ con mày với cả cộng đồng mạng trong và ngoài nước, thì mẹ con mày có lên xin lỗi Hồng Loan và xin lỗi cả cộng đồng mạng trong và ngoài nước vì mẹ con mày đã tham lam muốn ăn cướp tài sản của Hồng Loan không? Mày có chấp nhận điều đó không hả? Bây giờ tao nói á, chỉ cho nghe cho vui thôi, chứ không có cần mày phải xin lỗi nữa. Bây giờ cả cộng đồng mạng này đều biết mẹ con mày muốn ăn cướp nhà của người ta rồi. Bây giờ mày có nói như thế nào thì cũng vậy thôi, không giải quyết được gì hết, cũng không thay đổi được phán quyết của tòa.